Sáng 20 tháng 3, Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang phối hợp với Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng xác minh cặp đôi nam nữ điều khiển xe SH làm xiết trên đèo Hải Vân, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, gây bức xúc dư luận. Sự việc được ghi lại bằng một đoạn clip khoảng 30 giây lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Phương tiện được đối tượng làm xiết là chiếc xe SH màu trắng biển kiểm soát được xác định đăng ký tại Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo clip cho thấy, cảnh đôi nam nữ thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe SH làm xiết khi đoạn qua cua trên đèo Hải Vân. Cụ thể, nam thanh niên ngồi phía sau cô gái, chồm người tới phía trước cầm hai tay lái để điều khiển xe. Trong khi đó, chân trái của nam thanh niên để ở chỗ gác chân dành cho người ngồi sau, chân phải duỗi dài trên xe, còn tay cô gái ôm vào mông nam thanh niên. Ngày 20 tháng 3, bà Trương Thanh Nguyễn, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Vĩnh Long xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra hai trường hợp nữ sinh bị bạn học đánh hội đồng bằng nón bảo hiểm, được quay video clip đưa lên mạng xã hội, xảy ra ở trường Trung học cơ sở Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn và trường Trung học cơ sở Phú Thịnh, huyện Tam Bình. Đối với vụ việc xảy ra ở trường Trung học cơ sở Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn vào ngày 11 tháng 3, được xác định là em N có mượn của em V 20.000 đồng. Sau đó, em V nói với một số bạn là N mượn tiền của mình. Cho rằng V nói xấu mình, N và V dẫn đến mâu thuẫn đánh nhau. N cũng là người trực tiếp dùng nón bảo hiểm đánh V. Ngoài ra còn có ba nữ học sinh khác tham gia đánh hội đồng bạn và nữ lớp trưởng của lớp 6 năm là người quay clip. Trước đó, ngày 18 tháng 3, tại trường Trung học cơ sở Phú Thịnh, huyện Tam Bình đã kỷ luật nhóm học sinh dùng mũ bảo hiểm đánh hội đồng một bạn nữ tên D, 14 tuổi, học sinh lớp 8. Theo đó, có 9 em học sinh tham gia đánh bạn, quay clip đăng lên mạng xã hội. Nhà trường cũng đã thống nhất kỷ luật 9 học sinh đánh bạn bằng hình thức đình chỉ học tập 2 tuần kể từ ngày 20 tháng 3 và hạ hạnh kiểm gợi yếu tháng 3 và tháng 4. Cùng với một em nữ ngoài trường được cho là chủ mưu tên T, 19 tuổi, ở thị xã Bình Minh, cùng tham gia đánh em D, phía Công an huyện Tam Bình đang tiếp tục xác minh xử lý. Ngày 19 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam 3 tháng đối với Ngô Quý Phương, 29 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 10 tháng 3, Phương mang theo can xăng 5 lít đến nhà trọ của anh T ở khu phố 4A, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, đòi nợ 680 triệu đồng. Phương đã khống chế cháu bé 4 tuổi, con của anh T, đổ xăng xuống nền nhà, cầm hộp quẹt đe dọa châm lửa, buộc anh T trả tiền. Theo điều tra ban đầu năm 2020, Phương nhận thầu của anh T là 11 công trình xây dựng ở thành phố Hồ Chí Minh và bỏ tiền mua vật tư trả công cho thợ 680 triệu đồng, nhưng anh T không thanh toán lại mà đi khỏi nơi cư trú. Đầu tháng 2 năm 2023, Phương biết được gia đình T đang ở thành phố Biên Hòa nên tìm đến đòi nợ. Hàng chục cây rừng cổ thụ đường kính từ 30cm đến trên 1m đang giữ vai trò quan trọng trong quần thể rừng phòng hộ giáp trên các huyện Vân Canh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định bị lâm tặc cưa hạ. Tại hiện trường, dấu vết để lại cho thấy các đối tượng sử dụng máy cưa xăng để cắt hạ cây rừng. Sau khi hạ gốc, lâm tặc tiến hành cắt khúc, bắt đầu xẻ thành nhiều phần vừa sức kéo để đưa đến bãi tập kết. Lợi dụng độ dốc, suối nước và trời mưa, các đối tượng dùng dây thừng kéo từng tấm gỗ ra khỏi rừng. Ghi nhận có hàng chục cây rừng tự nhiên bị chặt hạ, nằm trơ trác các nhánh rừng ven suối. Trong đó, nhiều cây rừng cổ thụ có đường kính rất lớn, giữ vai trò rất quan trọng đối với sinh thái trong quần thể rừng phòng hộ. Mất đi những cây cổ thụ sẽ khiến rừng nghèo dần, nguy cơ bị xâm lấn dần trở thành rừng sản xuất. Thừa nhận các vị trí có cây rừng bị tàn phá thuộc rừng phòng hộ do đơn vị mình quản lý. Một cán bộ kiểm lâm phụ trách ở trạm quản lý bảo vệ rừng Làng Cam cho biết, trước đó đã đi kiểm tra nhưng chỉ phát hiện 4 gốc cây rừng bị phá tại tiểu khu 36 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vân Canh quản lý. Sáng 20 tháng 3, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông đội 4 cho biết, lúc 21 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại km 68 700 trên tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng Thái Nguyên đi Hà Nội thì phát hiện ô tô khách biển kiểm soát 20B có dấu hiệu vi phạm. Khi tiến hành kiểm tra, nhận thấy giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn sử dụng từ tháng 9 năm 2020. Tiếp tục đối chiếu tem kiểm định và tem nộp khí bảo trì đường bộ thì thấy không trùng khớp với giấy kiểm định. Kiểm tra thêm thì cũng cho thấy giấy đăng ký phương tiện hết hạn từ tháng 8 năm 2019.
Lái xe tên C trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho biết phương tiện hết hạn kiểm định từ lâu, nhưng do thời điểm hết hạn thì gặp dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh và bản thân gặp khó khăn về kinh tế, nên đã tìm cách lên mạng để mua tem kiểm định giả với giá 1,5 triệu đồng. Đội 4 đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện và các giấy tờ có liên quan để bàn giao cho công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. The Sky News cho biết ứng dụng TikTok phải bị xóa khỏi điện thoại và các thiết bị của cơ quan lập pháp Scotland, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland trong bối cảnh lo ngại về bảo mật thông tin. Sky News trích dẫn một thư điện tử cho biết các nghị sĩ và nhân viên trong cơ quan lập pháp Scotland đã được khuyến cáo mạnh mẽ về việc xóa ứng dụng TikTok, kể cả trong thiết bị cá nhân được sử dụng để truy cập các hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan lập pháp Scotland.